Kính thưa quý vị, là một tỉnh có chiều dài bờ biển gần 190 km, Phú Yên được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và loại bậc nhất của Việt Nam, là tiềm năng phát triển du lịch. Cũng như nhiều địa phương có biển, những bãi biển đẹp, những hòn đảo hoang sơ của Phú Yên đang đứng trước mối lo ô nhiễm rác thải. Với việc tổ chức những hoạt động có ý nghĩa trong hành trình khám phá các điểm đến bằng hình thức là tambourine, những du khách đã góp phần chuyển tải thông điệp hãy hành động để biển đảo Việt Nam xanh hơn, sạch và đẹp hơn. Ghi nhận tại đảo Hòn Dứa ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Đảo Hòn Dứa nằm cách bờ biển Long Thủy khoảng 40 phút đi cano. Đây là một trong những hòn đảo đẹp ở Phú Yên, được rất nhiều du khách yêu thích du lịch khám phá tìm đến. Và đây cũng là một trong những trạm dừng chân trong hành trình khám phá các vùng đất của Phú Yên của đoàn khách hơn 200 thành viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến từ mọi miền Tổ quốc. Họ đến đây không phải để nghỉ dưỡng, cũng không để lặn biển, mà họ đến đây làm một công việc có ý nghĩa, dọn rác đại dương trên đảo Hòn Dứa. Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, trên đảo không có một bóng cây, nhưng tất cả đều hào hứng. Nước Việt Nam mình thì có lợi thế về đường bờ biển nên là mình phải biết tận dụng và trân quý cái lợi thế này. Mình phải cố gắng mình giữ gìn đường bờ biển của mình để mà đất nước của mình trở nên hình ảnh nó đẹp hơn trong quốc tế, để phát triển du lịch mạnh mẽ hơn như các nước phát triển bây giờ ấy. Trong đoàn khách đến Hòn Dứa có những em đang lứa tuổi thiếu niên, và cũng như nhiều người, các em cũng cảm nhận được vẻ đẹp nguyên sơ của hòn đảo, nhưng cũng thấy tiếc bởi rác có mặt khắp hòn đảo. Tây hòn đảo này nó hình như là nó không có người, nhưng hòn đảo này nó vắng, nó quá vắng. Phong cảnh đây nó cũng đẹp nhưng mà rác nó vẫn nhiều quá, cho nên nó ảnh hưởng tới môi trường tài nguyên. Còn muốn nói là mọi người nên đừng có xả rác. Đến từ chi nhánh miền Trung của tập đoàn Kim Tín, ông Nguyễn Hồng Quân lần đầu tiên đặt chân đến đảo Hòn Dứa. Theo ông Quân, nếu mỗi người dân và du khách đến các thắng cảnh đều có ý thức vì môi trường, thì chúng ta sẽ có một môi trường chung sạch đẹp. Đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa. Nói chung hòn đảo này thì từ xưa đến giờ là bác mới ra tới đây. Nhưng bây giờ mỗi cái việc thế này của công ty em làm một cái việc này là rất là ý nghĩa. Nó mang nhiều cái tính chất ấy lắm. Giúp cho con người mình có một cái ý thức. Từ nhỏ đến lớn là mình có một cái ý thức giữ gìn vệ sinh tất cả mọi thứ. Có một thực tế dễ thấy là tại các điểm du lịch, khi du khách sử dụng các dịch vụ thường tự cho mình cái quyền được xả rác. Còn ở những nơi thiên nhiên hoang dã, việc xả rác còn phổ biến hơn. Chính những hành động có trách nhiệm của những đoàn du khách tại Hòn Dứa như trên đã lan tỏa thông điệp mỗi du khách hãy bằng những hành động nhỏ để góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch đẹp, không rác bẩn, vì bản thân và vì cộng đồng. Đó là hành động du lịch có trách nhiệm.